nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Xin chào anh em nha. Thì cái video này muốn chia sẻ với anh em như này thì có khả năng video này là video cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày mai Vĩnh lại lên đường vào hôm kia rồi, thì trong tuần hoặc 10 ngày gì đấy Vĩnh mới ổn định mọi thứ thì mới có thể tiếp tục lên đây chơi với anh em tiếp, làm cái video này để gửi tới anh em trước giờ vẫn cứ ủng hộ Vĩnh, gửi tới mọi người lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nhờ có anh em luôn luôn động viên Vĩnh mà Vĩnh cảm thấy cái việc tập đàn của Vĩnh tiến bộ rất nhiều. Đó, thì anh em là cái động lực để cho Vĩnh phát triển, không chỉ việc học đàn mà rất nhiều thứ, chẳng hạn như là ngồi đây nói chuyện này, Vĩnh có thể tự tin hơn này, rồi Vĩnh có thêm kỹ năng để xử lý video, kỹ năng đọc sách rồi thì trình bày trước công chúng chẳng hạn như thế đó. Như Vĩnh rồi trong cái công việc kinh doanh của Vĩnh, Vĩnh cũng có nhiều khách hàng hơn, nhiều anh em yêu mến hơn nữa, thì một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những anh em đã đăng ký kênh theo dõi ủng hộ Vĩnh trước giờ, và gửi luôn cả lời cảm ơn tới những anh em đã chửi bới Vĩnh từ trước giờ. Bởi những cái lời chửi của mọi người thì cũng làm cho Vĩnh cố gắng hơn, hoàn thiện hơn về mọi mặt. Đó, thì video này là muốn nói như thế, thì có khả năng khi vào trong kia thì Vĩnh không đem đàn theo. Trong đấy thì Vĩnh cũng để một cây đàn rồi, nhưng mà cái việc mà thu xếp thời gian để quay những video như thế này cũng khó lắm. Có hai cha con vào thôi, trong đấy có ông bà ngoại, mà hai cha con thì chắc chắn con nó bệnh Vĩnh cứ bám dính với Vĩnh suốt, và đêm thì không như ở đây có phòng để ngồi đàn, có đèn điện các thứ, trong đấy có điện nhưng mà đêm thì mọi người lại ngủ để chuẩn bị cho ngày mai làm việc. Và Vĩnh cũng vậy thôi, lại không có thời gian để quay những video như thế này, thì Vĩnh sẽ chia sẻ với mọi người về cái cuộc sống của Vĩnh khi ở trong đấy chẳng hạn như thế, và mong rằng vẫn nhận được sự ủng hộ của anh em. Đó, như chia sẻ về cái việc Vĩnh đi bơm nước tưới cây, rồi chăm sóc cây, rồi bắt ve lượm điều, đào bọ cạp, đào dế chẳng hạn như thế, đúng không? Rồi đêm thì anh em đi chích cá, ngồi nhậu nhỉ? Thì những cái video đấy Vĩnh sẽ ghi hình lại, rồi khi nào mà có cơ hội ra ngoài thị xã tiếp cận với internet, đi chợ mua thực phẩm á, thì ngoài đấy ngồi bắt wifi rồi đăng lên để chia sẻ với mọi người. Hy vọng rằng mọi người, anh em nào mà ở thành phố thì có khả năng xem những video của Vĩnh lại muốn lên rừng à. Rồi anh em nào như ở ngoài Bắc này thì có thể xem xong tưởng tượng là cuộc sống của anh em ở trong miền Đông nó là làm những công việc như thế chẳng hạn, không? Anh em nào mà làm giấy giống Vĩnh, đúng chưa? Nếu những anh em mà đang ở ngoại quốc, ở nước ngoài đó, nhìn thấy quê hương mình thay đổi, không? Ngày xưa thì không có những cái này, rồi bây giờ có những cái này, Vĩnh sẽ, nhưng mà vẫn khi có thời gian thì vẫn cứ chia sẻ với anh em về đàn guitar. Anh em nhớ nha, là không, cái video trước thì Vĩnh có nói kênh của anh Tôn Lý Định, thì đây là một người anh của Vĩnh, anh em cũng quen biết nhau lâu, thân thích. Đó, thì mọi người cứ vào cái kênh của anh Tôn Lý sẽ chia sẻ hết mọi người thôi. Anh Tôn Lý còn hơn cả Vĩnh nữa, nên là anh tuổi đời nhiều hơn này, đúng không? Chơi đàn giỏi hơn này, hát hay hơn này, rồi mọi thứ khác nữa, nghĩa là có khả năng
để chia sẻ với mọi người sâu xa hơn. Vinh thì chỉ biết đủ để chia sẻ với anh em, để tạo cho anh em một cái hứng gì đấy, để anh em tin tưởng rằng anh em có thể chơi được đàn guitar. Và một thằng chơi tệ như Vĩnh mà còn ngồi lên đây chia sẻ với anh em thì chẳng có lý do gì để anh em không tin rằng anh em làm được cái chuyện đấy. Còn anh em nào mà ở trong khu vực đấy có thời gian đi chơi, đi du ngoạn đâu đấy, có thể liên hệ với Vĩnh qua số điện thoại của Vĩnh đấy, rồi ghé thăm giấy nhà Vĩnh. Không vào đấy thì tiếp đãi anh em bằng gà vịt nuôi ở nhà, ăn ngô, ăn lúa, ăn cám, cám gạo nha, không phải cám tăng trọng đâu. Rồi cá sông, ngày nào cũng cắm câu ở dưới sông. Rồi trái cây thì trái cây vườn của nhà trồng được, nên chơi với Vinh ở lại. Đêm đi bắt về sầu hoặc đào dế, làm vài ly anh em lay ra nha. Luôn luôn tiếp đón, gia đình Vinh thì lúc nào cũng vậy, luôn luôn chào đón anh em tới chơi. Và khi ở trong đấy thì có dịp Vinh sẽ xuống Sài Gòn chơi với các anh em ở dưới đấy, rồi đi Vũng Tàu, cũng có khi về miền Tây, quê vợ Vinh ở Đồng Tháp mà, có khi về đấy chơi thì Vinh sẽ tìm cách liên lạc với những anh em ở các khu vực này. Nếu Vinh có thể liên lạc thì Vinh sẽ liên lạc để gặp gỡ anh em. Vinh rất muốn gặp mọi người, anh em ngồi uống cà phê, trà đá, hơn nói chuyện với nhau cũng vui rồi, là quý rồi, không cần phải cái gì quá cầu kỳ nhá. Và một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu quý Vinh. Vinh cũng rất yêu quý mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất nha, một tuần hoặc 10 ngày. Bye bye.